Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Thì hôm nay nè bạn, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với series Hero cặp đôi đại chiến nha anh em nha. Và như anh em đang thấy thì lần trước á là có hội chị em đúng không? Và lần này thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của hội anh em top. Yeah. Cái gì kỳ vậy? Ai mà biết được. Ôi trời ơi. Sôi động lên, sôi động lên. Hôm nay đã bạn ơi, mình lại tiếp tục tổ chức thêm một cuộc thi nữa. Và đây sẽ là một cái cuộc thi bắt cua. Để xem có ai sẽ là người giành được chức vô địch thì người đó sẽ được tặng quà nha các bạn nha. Như những lần trước thôi, thì lần trước á mình quay là tặng quà cho hội chị em á, thì có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh tặng quà cho hội chị em rồi, sao anh không tặng quà cho hội anh em. Đó, cho nên là mình nghe vậy mình cảm thấy buồn lắm mấy bạn ạ. Mình là mình rất là thương hội anh em luôn mà mấy bạn nói như vậy, cho nên mình quyết định lần này mình sẽ tổ chức thêm một cuộc thi tổ chức tặng quà cho hội anh em nha. Như tất nhiên rồi, chỉ tặng cho một người thôi, và người đó phải là người vô địch, người giành được chiến thắng trong cuộc thi của mình thì mới được tặng quà nha. Đó, như vậy nó mới vui. Đấy, thì ở đây anh em có ai muốn được tặng quà không? Hả? Trời ơi, quà free mà ngu gì không muốn. Ok, được. Nhưng mà muốn lấy được quà của Phong thì không dễ đâu bạn ơi. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thử thách vô cùng khó khăn luôn. Thì các bạn hãy nhìn đằng sau lưng mình đây. Thì mình nghĩ rằng chắc mấy bạn nào đã từng xem một cái video mình đã từng hướng dẫn cho hội chị em chơi con map bắt cua này, thì mình nghĩ các bạn cũng nhớ con map này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ cho hội anh em vô thử sức với con map này nha. Và ai là người đến được đích đầu tiên thì người đó sẽ là người giành được chiến thắng và được phần quà nha các bạn nha. Và tất nhiên rồi, quà thì anh em vẫn sẽ tiếp tục được tự quyền lựa chọn nha các bạn nha. Và hình như là trong tập trước thì Simmy chiến thắng thì mình đã tặng cho Simmy một đôi Jordan rồi các bạn, một đôi giày nha. Thì lần này thì anh em muốn cái gì thì mình sẽ tặng cho anh em cái đó, trừ biệt thự nè, trừ cái gì ta, trực thăng nè, rồi trừ cái gì ta, ký vàng hay là tiền tỷ nha. Mình không có mấy cái đó đâu nha các bạn. Tặng cho con cua hoàng đế. Ông nào tặng cho con cua hoàng đế ơi. Cua hoàng đế hả? Cua hoàng đế cũng đắt tiền lắm, không có tiền đâu, gì để rẻ hơn được. Vậy thì nói đại là sẽ tặng cái gì mà nếu nó ghẻ. Nói vậy đi. Giờ ai mà chiến thắng thì Phong sẽ tặng cho người đó một đôi dép Lào tổ ong được không? Dân chơi thì tặng dép Lào. Ok Lào. Thôi đùa, anh em đi chơi, muốn đi gì? Chơi đi chơi. Anh em muốn gì mình tặng anh em cái đó, trừ khi nào anh em kêu tặng xe tăng mình mới không tặng được thôi, chứ anh em muốn gì mình tặng anh em cái đó. Rồi ok. Được rồi, vậy là mua cái nhà nha mọi người. Cái nhà không có nha cây. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi nha. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì anh em đã vào trong vạch xuất phát hết rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần đếm 1, 2, 3 cái là anh em sẽ bắt đầu solo với nhau nha. Và các bạn, okay, ngay lúc này, ngay giờ phút này, mấy bạn hãy thử comment, đón thử xem coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Hãy đón thử nha các bạn, ok. Cho dịch đi trước, cho dịch đi trước, cho dịch đi trước. Nhường dịch luôn hả? Ok, hợp đúng lý rồi. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Sao chưa gì ông té hả bạn? Anh buồn ngủ rồi. Đi rồi ok, đi. Bây giờ mọi người đi. Thì như anh em đang thấy thì Kairon với Mr. Dịch đang dẫn đầu và Siro nhường luôn. Siro quyết định nhường luôn bạn ơi, không thèm bắt cua. Ôi nhường gì, Go bắt cua gà, Go cứ bảo ôi ôi. À đây. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là gì em. Gì anh? Cái gì? Cái đưa nó đi. Sao cây sao? Sao dịch chưa gì dịch té à? Dịch rồi xong Kairon té luôn. Trời ơi trời. Rồi và như anh em đang thấy thì hiện tại là Siro đang dẫn đầu, Mr. Dịch thứ hai, và Kairon là hồi nãy Kairon mới vừa gáy kêu Siro bắt cua dở, và bây giờ Kairon đang ở cuối cùng mấy bạn ơi. Hiện 30 chưa phải là Tết bạn ơi. Rồi ok. Và chúng ta đang thấy thì anh Mr. Dịch trời, người làm rớt luôn. Anh Mr. Dịch và Siro đang thi đấu với nhau để xem coi ai sẽ là giành lại thành top 1 đây. Chú ai sao vậy? Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi thử Siro bắt cua như thế nào nha các bạn nha. Và chúng ta đang theo dõi Siro nữa các bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Hay quá rồi, quên rồi. Rô thắng nhớ anh đòi phần quà gì, nhớ chia khoai hồng cho em, gì hoa hồng cho em nha Rô. Gì hoa hồng? Hoa hồng? Cái gì anh nhớ hoa hồng cho em? Nhắm hoa hồng, hoa hồng. Nghe đắt quá. Siro hiện tại giờ đã qua được hình như map thứ tư rồi. Còn ở bên kia thì Mr. Dịch và Kairon vẫn đang cố gắng. Anh Dịch hiện tại đang ở map số 3 mọi người ạ. À. Cố anh Dịch. Mình qua level 6 rồi nha. Đây đây mày coi nè. Đấy, anh Dịch đang ở map số 3. Rồi. Rồi, Dịch đã qua rồi. Còn Kairon thì sao? Để qua coi Kairon coi. Đi sao vậy? Kai vẫn ở đây. Kairon. Kairon vẫn chưa qua được. Ok, để mình qua mình coi Dịch thì Dịch mới nói gì vậy? Đi sao vậy? Cái đó hả? Cái đó là khi anh bước ở đây anh bấm nhảy
nhảy hai lần thì nó sẽ bay lên. Yeah, qua mình qua lượt ok dẫn. Cố dịch hay quá được rồi giờ mới hey. Hey. Hay giờ mới biết là cái nhảy bấm nhảy hai lần nó tự lên hả? Đúng rồi dịch đã qua nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua theo dõi Kairon đi. Ok, qua Kairon nào. Thì Kairon hiện tại Kairon vẫn đang ở màn 3 mọi người ạ. Cố lên cay, cố lên. Nãy nào đấy à. Cố lên cay, cố lên cay. Cố lên cay, cố lên cay. Đây, nhìn này. Hồi xong luôn. Đó. Hay quá, hay quá. Rồi ok, bây giờ chúng ta qua bên Siro đi. Từ nãy giờ chưa thấy Siro đâu nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến chỗ Siro nha các bạn nha. Không biết là Siro đến đâu rồi nè. Mà ra quá. Anh ở anh level 9 rồi. Wow, Siro đã đến level 9 rồi. Vậy có nghĩa là Siro chỉ còn vài level đó thôi. Siro sẽ là người giành được chiến thắng. Coi bộ đúng là ông chùm bắt cua của Hero Team. Chơi bắt cua chung với Siro là quá sai rồi bạn. Chúa tể bắt cua rồi. Ok, rồi chúa tể bắt cua rơi rồi mọi người ơi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên chỗ của Mr. Dịch. Xem Mr. Dịch đến đâu rồi. Hiện tại là anh Dịch đang ở màn số 5 mọi người ạ. Và anh Dịch đang rất là cố gắng để có thể vượt được Ro. Nhưng mà có vẻ là hơi khó với anh Dịch. Mà này nhảy khó dữ vậy, sao cái chỗ cuối nhảy khó dữ vậy? Ui dồi, em làm mẫu cho Dịch coi nè, Dịch này non. Coi em nè, đây làm mẫu cho coi nè. Nhảy lên đây không? Đi. Sau đầu mình sẽ nhảy lên trên đây. Rồi, nhảy đây xong mình được cái nhảy hai lần đúng không? Mình sẽ nhảy qua bên kia. Đó, yeah, tưng lên một phát. Xong rồi mình nhảy qua đây, tưng lên một phát nữa rồi mình lên. Đó, đơn giản. Nhảy này. Đúng rồi. Tưng lên một phát. Rồi, nhảy lên đó. Tưng lên. Tưng phát, lên đó hả? Ôi trời ơi, có vậy thôi mà cũng té nữa rồi. Ok, để qua coi Siro thế nào nha các bạn nha. Mình nghi kỳ này là phần quà thuộc về Siro rồi. Ồ, cái này phải canh nè, không phải nhảy bừa được đâu nha. Siro rồi, nhảy chậm được rồi. Siro hiện tại, Siro hiện tại đang ở màn 11 nha các bạn nha. Và các bạn đang thấy là Siro đang rất là cố gắng. Có lẽ là lần này là Siro đang rất quyết tâm để giành được top 1. Ok. Em Cố lên trời ơi. Đây. Ây da. Rồi té nữa. Làm lại nè, nhìn nè. Hình như nãy cai xét Siro bắt cua gà mà. Rồi té nữa. Tính ra ổng cứ chơi người ta là bắt cua gà, xong cuối cùng ổng là người gọi là đứng chót các bạn ạ. Ồ, vậy là sau này là danh hiệu gà nhất, bắt cua gà nhất hay ưu tiên phải của Dịch nữa nha, của cai nha. Ê, rồi biết giùm rồi. Bắt cua gà nhất, ưu tiên của Dịch nha, vịt vô địch rồi nha. Rồi biết giùm rồi, lần trước cái map này em cho mấy bạn nữ còn bắt cua được á, còn cai giờ nãy giờ chưa. Cái gì? Cứ farm em. Trời ơi. Cai chết 37 lần luôn rồi. Cai chết 37 lần. Mới chưa nhảy xong. Đừng bị cưng hồn luôn. Anh nhìn anh nhảy nó hốp à. Mr. Dịch từ nãy giờ đã qua được màn 6 rồi các bạn ạ. Vâng, rồi xong rồi anh bị chạm xuống này là anh nhảy coi như xong rồi, không qua được nữa. Và chúng ta cùng nhau coi Siro coi. Siro hiện tại là đang ở màn 15. Wow, thật không ngờ. Gì em nói? Siro hiện tại đang ở màn 15. Và như các bạn đang thấy là anh Siro đang rất là kiểu khéo léo luôn bạn ơi. Bắt cua qua từng đoạn luôn. Quá rồi. Cái qua rồi, cái qua. Qua được màn 4 ơi. Cái đó anh qua được màn 5 rồi hả? Trời ơi, chị mừng cho cay quá. Rồi, bây giờ lại là một thử thách mới nữa nè. Như bạn đang thấy thì Kairon có vẻ là đang hơi mệt mỏi với cái trò bắt cua này các bạn ạ. Và nếu như mai này mình còn nhiều những cái pha bắt cua nhiều hơn nữa thì mình nghĩ rằng Kairon sẽ là người gọi là được nhận ít quà nhất từ mình. Qua luôn màn 6 luôn, đỉnh quá Kai ơi. Quá Kai ơi. Thì chúng ta đang nhìn Mr. Dịch hiện tại đã đến được màn số 9. Ok, Mr. Dịch đến được màn số 9 rồi. Cố lên anh. Cái gì? Rồi xong anh ơi. Anh đập mặt vô kính anh rơi xuống rồi. Anh nhảy một cái thôi, đừng nhảy hai cái, nhảy một cái thôi. Trời sao? Ôi làm sao được qua được cái kia? Thôi, vậy đây Dịch coi em nè, đây em chỉ cho. Trời ơi, tính ra lần nào mình cũng phải chỉ cho anh thế bạn ơi. Này Dịch coi em nha. Nhảy ra đây nè. Để em chỉ lại thêm lần nữa đi cho em té ơi. Nhảy đây nè. Đó Dịch nhảy lên trên đây, Dịch chậm vô cái này đúng không? Sau đó Dịch nhậm vô đây, cái này là giúp cho Dịch nhảy cao nè. Cái này là giúp cho mình nhảy cao nè. Đúng không? Dịch bấm một cái Dịch nhảy cao thì Dịch chỉ cần lên được trên đây hiểu không? Và lúc đó Dịch phải giữ được cái hiệu ứng của cái đôi giày. Anh nhảy xéo hiểu không? Đúng rồi, hay quá Dịch ơi, bạn thấy không? Anh Dịch pha đó. Khúc kia sao? Khúc này vẫn nhảy xéo anh, vẫn nhảy xéo. Nhảy xéo đúng rồi. À, bên này đúng không? Ôi trời ơi, qua được rồi, hay quá. Hay trời quá. Ơi, phong mình cái này quá. Dịch cái không biết làm luôn. Dịch đã đến được màn 10. Xong Dịch té rồi. Siro hiện tại thì anh ta ui Siro bước nhảy trên không. Siro đang sử dụng tuyệt kỹ gọi là kinh công mọi người ạ. À. Wow, Siro nhảy là hiện tại Siro đã ở màn 22. Wow. Dịch có khỉ ở đây cả khỉ ở đây. Ta là ta là kinh công, cái này là võ công của ta mà ông kêu ông khỉ là sao? Hay quá Ro ơi, Ro qua được màn này rồi, thật quá đỉnh cao. Hiện tại Ro ở màn 23 rồi nha. Ok. Cay. Hay quá, Kairon. Ôi, chúc mừng Kairon đã đến được màn 7.
Gì đây? Dịch bao nhiêu dịch? Hiện tại cái đó đeo bằng 7 nha các bạn nha. Cố cái mà này vẫn khó lắm. Rồi xong, cai té rồi. Rồi không luôn. Vậy mà này là đang cần kỹ năng hơi nhiều nè. Tôi nghĩ là pha này là coi như là cai ron là thua cái dịch rồi. Buồn cái cai. Đây, đây. Yeah, quá được rồi. Hay quá. Cai nhiều rồi. Ok, cai đã qua được rồi các bạn ơi. Bây giờ để xem tiếp. Mạng tiếp theo. Mạng này khó muốn chết luôn á. Rồi, té rồi. Rồi, quá nhanh. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá rồi, nhảy qua bên kia luôn, Hay quá, màn số 9 luôn rồi, hay quá Kai ơi. Chúng ta cùng nhau theo dõi Mr. Dịch nào. Thì Mr. Dịch hiện tại là đang dẫn ở màn số 10 nha bạn nha. Đấy, có nghĩa là Mr. Dịch không sao đâu anh chỉ cần thua Siro có 13 màn. Không sao. Sắp tới rồi. Anh chỉ cần thua Siro có 13 màn thôi, cố anh Dịch. Như bạn đang thấy thì anh Dịch đang có những pha xử lý vô cùng đỉnh cao. Anh ấy đang rất tập trung. Rồi té. Cái gì vậy? Anh ấy tập trung xong anh ấy té luôn rồi các bạn ơi. Rồi xem lại thêm một lần nữa nào. Quá trời quá đất luôn các em. Rồi anh em anh ấy là té chưa tiếp rồi, anh ấy té thêm lần nữa. Rồi anh ấy té rất nhiều lần. Tập trung Dịch, tập trung. Cố gắng lên. Hay quá. Hay rồi, quá. Tôi nghĩ là chắc chúng ta nên coi Siro là hay nhất các bạn ơi, chứ coi Dịch mù mắt quá. Ok. Rồi bây giờ rất nhiều bạn tò mò về kỹ năng bắt cua Siro, thì bây giờ mình sẽ theo dõi Siro để xem Siro bắt cua như thế nào nha các bạn nha. Thì như các bạn thấy là Siro bắt cua như là bước nhảy trên không luôn các bạn ơi. Siro như là đang gọi là bám tường trên không luôn. Cái này không phải bám tường, cái này gọi là bám không khí các bạn hiểu không? Wow. Hay quá, đỉnh cao quá rồi. Thật quá là xịn. Holy. Rồi, té rồi. Ui, vẫn qua được nha, vẫn qua được. Cái này khó nè. Ui, vẫn qua được. Ồ, hơi tiếc tí. Em. Té rồi. Hơi. Đúng rồi, anh có một nguyện vọng rồi. Đi nguyện vọng gì anh? Mày phải đứt nhanh lên được chúng ta cái. Ok, cố anh Kai. Bây giờ mình đang quan sát Kai mọi người ạ. Nhảy xéo qua luôn. Hay quá. Đúng trời rồi. Ơi. Thì ra là như thế. Ôi trời, mình tới được mạng của Dịch rồi nè. Hello Dịch. Và như anh em đang thấy thì Kairon. Qua đây nhảy vui được coi. Kairon đã gặp được Dịch. Qua đây vui lắm. Kairon đã gặp được Dịch rồi các bạn ơi. Ủa này nhảy sao vậy? Nhảy vui lắm. Hai tư tưởng lớn đã gặp nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau. Vui lắm, anh nhảy lấy chưa qua luôn nè. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi Dịch nha. Dịch vẫn vui lắm. Dịch vẫn đang kẹt ở màn 10 nha bạn nha. Và Dịch vẫn chưa qua được màn 10. Thật tiếc cho Dịch. Wow, Siro hiện tại đang đến với cái màn người ta gọi là màn con rắn mọi người ạ. Và màn con rắn này nó khó hơn cái màn kia rất là nhiều nha. Là con rắn nó bò và bạn phải nhảy trên thân của con rắn. Đó, thấy không? Con rắn là cái mấy cục len này nó đang bò, thấy không? Đấy, và Siro vẫn rất là dễ dàng để có thể vượt qua được. Wow. Đúng mày này thật quá trời đất luôn à, mà này vui quá. Mày này vui quá. À. Đúng thật là chú tể bắt cua. Gì ta, chú tể bắt cua cái gì, ông chùm của nhỏ nhảy. Em qua được rồi nè. Ê, mình qua Dịch. Rồi xong luôn rồi, còn mỗi mình Dịch đấy. Ờ cuối hả? Vâng, và bây giờ thì chúng ta đang thấy là Kairon với Mr. Dịch đang solo với nhau để xem ai giành được top 2. Yên tâm đi. Top 2 thì mặc dù là không được tặng quà nhưng chúng ta được cái danh dự. Qua màn 12 rồi. Ủa khoan. Từ sao Kai mới đến màn 12 thôi mà Kai thấy cái chỗ win rồi. Ủa kì vậy? Ủa đừng có nói. Ủa khoan từ. Tính là màn win là màn 12 mà ta, mà sao nãy Siro. Ông Siro ông nhảy một phát một qua màn 33 luôn rồi. Ủa tính là ông win rồi mà ông nhảy tiếp sao, vậy. Sao? Ủa nhưng mà tại vì nó có chỗ nhảy tiếp mà, nó có chỗ nhảy tiếp. Không, biết là cái chỗ nhảy tiếp nhưng mà chỗ đó là tôi đã mặc định, tôi để một cái ghế để chúng ta đứng. Ủa cái này là em đặt hả? Ừ cái này là em đặt. Tôi đâu đồ trang trí của map chứ. Ủa cái này là em đặt hay là nói để trang trí vậy? Wow. Tính ra là một cái màn bắt cua là chỉ có 12 màn thôi bạn ạ, mà Siro nhảy một phát một tới màn 33 luôn. Ông Ro thật quá đẳng cấp. Ok bạn ơi, vậy là coi như là Siro đã giành được chiến thắng rồi, nhưng mà Siro là chiến thắng ngầm nha các bạn nha. Siro không chịu nói cho mọi người biết, nhưng mà không sao, dù gì thì Siro cũng là người đến đây trước, cho nên Siro sẽ là người giành được chiến thắng. Xin chúc mừng Siro. Yes. Yeah. I am winner. Giá như ông Siro ổng đến, ổng phát hiện cái này là chỗ chiến thắng sớm hơn thì Dịch với Kai đã không phải khổ bắt cua tiếp. Trời ơi là trời. Ủa mà hồi nãy như là Kai đứng nhì đúng không? Ok, Dịch đứng ba. Đúng rồi. Kai đứng nhì. Dịch vẫn là ông vua đến cuối các bạn ạ. Ông nói như mà hồi nãy mà anh la lên là anh tới đích rồi là Dịch đến nhì á. À, thôi không biết, nói chung là dù gì thì kết thúc game thì Dịch vẫn là người đứng cuối. Sau cuối cùng thì Dịch vẫn là người thứ ba vậy nè. Ok. Rồi thì các bạn ơi, và như đang thấy là Siro đã là người giành được chiến thắng rồi. Thì xin chúc mừng Siro. Và phần thưởng của Siro là gì á, thì Siro có thể nói em Siro muốn được thưởng gì nào? Anh muốn thưởng cái TV 26 inch.
Ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau kết thúc video tại đây đây nha. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Và video mình tặng quà cho Siro á là do là mình với Siro đang ở xa nhau. Siro ở Sài Gòn, còn mình ở Huế. Cho nên mình chưa thể tặng quà cho Siro được. Cho nên là chúng ta cùng nhau hẹn nhau một cái video khác, mình sẽ quay cảnh tặng quà cho Siro sau nha. Xin lỗi các bạn rất là nhiều, tại vì mùa dịch bọn mình không có qua Sài Gòn được. Ok. Và chúc mừng Siro người giành được chiến thắng. Và Siro sẽ được 15.000 nha. Ok. 15.000. Ông chọn cái phần quà nào rẻ rẻ hoặc là thấp thấp thôi, ông nội chọn cái phần quà đắt quá ai có tiền trả. Phần quà tầm 1-2 triệu thôi, được rồi, 1-2 triệu thôi, người ta có tiền. 1-2 triệu ôi. 1-2 triệu cũng là quá lớn rồi, em ngày em làm việc cả ngày được có vài trăm ngàn, anh lấy tivi thì đâu có. Trời ơi. Ok bạn, tạm biệt, hẹn gặp lại anh em những video sau nha. Bye bye. Peace. À quên, mình hứa tặng quà cho CEO là mình sẽ tặng nha, chắc chắn mình sẽ tặng nha các bạn. Và mình sẽ quay vlog lại cho các bạn xem nha. Nhưng mà quà là gì á thì cái đó là để cho Andro quyết định lại. Chứ cái tivi mình tặng không nổi bạn ơi. Chừng nào mình giàu đi. À không, nếu các bạn muốn mình tặng tivi đúng không, hãy subscribe kênh. Mình được 3 triệu subscribe mình sẽ tặng cho CEO cái tivi. Ok rồi, hẹn gặp lại trong những video lần sau nha. Bye bye. Tivi mà cái hình hộp to chà bá thôi, cái màn hình lồi lên. Tạm biệt mọi người.